Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sức khỏe có thì niềm vui có. Cô Trần Thị Dậu nói, ngày trước bệnh nhiều khổ sở lắm, chán nặng lắm. Bây giờ vui nhiều, sức khỏe đã ổn định, đi làm được, không còn lo cho bệnh tật nhiều. Lúc trước cô mang trong người rất nhiều bệnh, như viêm đa xoang, viêm đa khớp, viêm tá tràng, viêm họng, rối loạn tiền đình, Parkinson, chân tay run, đau đầu, loãng xương, mỡ trong máu. Tất cả các bệnh của cô đều là mãn tính và đã hành hạ cô suốt mấy chục năm rồi. Cô đến khám và chữa trị ở nhiều bệnh viện ở Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh, uống nhiều thuốc rồi nhưng không khỏi. Cô sinh năm 1957, hiện đang sinh sống ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, Bình Thuận. Họa vô đơn chí, không dừng lại ở các bệnh trên. Vào một ngày tháng 6 năm 2013, cô Dậu thấy trên bàn tay có một nốt đỏ không đau. Cô không chú ý lắm và vẫn đi làm bình thường. Lúc đó cô đang đi làm công ở Sài Gòn, đang đi bỗng dưng cô sụp ngã giữa đường rồi được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ chẩn đoán cô bị sonda đã ăn vào trong lỗ tai. Đến 3 ngày sau cô bị liệt nửa người, miệng thì méo, mắt cứng đờ nhắm không được, chân không đứng được. Biết là bệnh tình của mình rất nghiêm trọng nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có tiền nên cô xin về nhà. Cô không có con, chồng cô mất năm 2003 vì chứng bệnh ung thư dạ dày. Dạ dày của chồng cô đã phẫu thuật và cắt đi 1/3, đưa về nhà được 8 tháng là ông mất. Từ đó cô sống với vợ chồng người cháu gọi cô bằng dì. Gia đình cháu cũng khó khăn nên đành phải chấp nhận theo quyết định của cô, dù người cháu dâu rất tốt bụng. Cô về nhà và nhờ một lương y trong làng chăm cứu. Trong 1 tuần thì miệng bớt méo và mắt nhắm được. Cô nằm một chỗ, hết 3 tháng, cô cố gắng tập đi và dần dần cô đi lại được. Cô cũng đến khám ở bệnh viện Đông Y ở Bình Thuận và lấy thuốc về uống. Càng uống thuốc, cô càng lên cân, từ 47kg lên 52kg, nhưng bệnh zona không thuyên giảm. Bệnh zona rất khó chịu, cứ cắn cắn rứt rứt, đau nhức triền miên, đầu luôn có cảm giác lơ mơ, cứ dúi tới không chủ động được. Bệnh tình không khỏi làm cho cô chán nản. Một người cháu của cô đến thăm bệnh, tặng cô cái điện thoại và hướng dẫn cô lên Internet. Từ đó cô bắt đầu tìm kiếm các lá cây thuốc theo thông tin trên mạng để trị bệnh cho mình. Sau hơn 1 năm chạy chữa, bệnh zona vẫn hành hạ cô đau nhức. Một lần vào Internet, cô tình cờ nghe được bài giảng về việc đó là ăn gạo lứt để trị bệnh theo thực dưỡng của thầy Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Cô thấy có người bị bệnh giống mình trị hết nhờ ăn gạo lứt. Cô rất mừng như cá gặp nước, như chắc đuối gặp được phao. Cô bắt đầu tập ăn gạo lứt, lúc đó khoảng tháng 7 năm 2014, ăn được 15 ngày, cô theo địa chỉ trên mạng tìm đến chùa Long Hương để nhờ thầy trụ trì hướng dẫn cách ăn uống theo thực dưỡng để trị bệnh. Cô được gặp thầy và thầy hướng dẫn về ăn số 7, chỉ ăn gạo lứt với muối mè. Về nhà cô ăn được 17 ngày thì phản ứng thải độc xảy ra. Cô thấy có một luồng dư điện chạy từ đỉnh đầu, chạy xuống đến ngang hông rồi chạy vào vùng bao tử. Nó vừa chạy vừa giật, đau dữ tợn lắm, đau không chịu nổi. Cô lăn lộn với những cơn đau 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó, người thì xám đen lại và mồ hôi tuôn ra như tắm. Buông hai tay là nước chảy xuống thành dòng. Nhờ nghe kỹ các bài giảng của thầy nên cô hiểu được phản ứng thải độc có thể xảy ra trong lúc ăn số 7. Do đó cô không hề lo sợ. Cháu cô thấy thế rất sợ hãi, thuyết phục cô đi bệnh viện nhưng cô nhất định không đi. Cháu cô bảo không đi bệnh viện để ở nhà chết à. Cô bảo không sao đâu, cháu cứ nấu nước gừng rồi chườm cho cô. Sau 2 tiếng cơn đau dịu dần, cô cố gắng thay quần áo. Các cơn đau vẫn tiếp tục giật và làm cô thiếp đi đến sáng. Cô nói không biết là cô bất tỉnh hay ngủ. Sáng tỉnh dậy ban đầu thấy mơ mơ màng màng. Cô nhớ lại những gì xảy ra chiều hôm qua và sợ dậy không nổi. Cô thử ngồi dậy và thấy khỏe như không có gì xảy ra. Cô tiếp tục ăn đến 49 ngày rồi đến chùa gặp thầy trụ trì. Thầy khuyên nên ăn tiếp số 7 và cô ăn số 7 đến 4 tháng. Thầy có bổ sung một số cây thuốc để uống. Khi cô ăn được số 7 2 tháng, thì phản ứng khác xảy ra, thúc cô đi cầu liên tục, ngồi là tự chảy ra không tự chủ được nên cô phải đóng khố. Tình trạng này kéo dài 6 tháng liền mới chịu chấm dứt. Sau một thời gian nữa, hai cánh tay cô giơ lên không được, mỗi khi giơ cao rất đau. Cô đi khám ở bệnh viện Đức Linh, bác sĩ cho chụp phim và chẩn đoán cô bị viêm xương hàm và bị chèn dây thần kinh ở khớp cổ. Bác sĩ bảo chữa hết chèn ở cổ thì hai cánh tay sẽ hết. Cô về tiếp tục áp đứt gần và dán cao khoai sọ lên vùng chèn ở cổ và uống thêm lá mật gấu. Sau 10 ngày thì cánh tay hết đau và giơ lên cao được. Trong thời gian đầu ăn gạo lứt, các khớp chân thay phiên nhau sưng lên rồi xẹp xuống. Mỗi lần như vậy, cô đều ứng dụng áp đứt gần và dán cao khoai sọ vào chỗ bị sưng. Lâu rồi cô không thấy nó trở lại nữa. Cách đây không lâu, cô đến bệnh viện Đức Linh khám và bác sĩ bảo các khớp xương của cô tròn trĩnh bình thường. Các bệnh khác đã ổn định nhưng bệnh zona hiện tại chưa khỏi hẳn. Thỉnh thoảng vẫn đau đầu và giật từng cơn.
Cô nói qua Tết cô sẽ ăn lại số 7 để chữa dứt điểm bệnh zona. Mấy ngày Tết vừa rồi, làng cô có đợt sốt siêu vi. Cô cũng bị sốt nhưng cô không uống thuốc mà áp dụng cách ăn trị sốt theo thực dưỡng. Cô dùng 10 lá trà già 3 năm, dầm 1/8 quả chanh muối lâu năm bỏ vào 1,5 chén nước, rồi đun sôi, còn một chén vớt bỏ xác trà. Lấy một muỗng canh bột sắn dây tán nước rồi cho vào nước khuấy chín. Xong thêm vào một muỗng cà phê tương tamari và 10 giọt nước gừng. Uống nóng bột này, trùm mền cho ra mồ hôi không ra gió, nhúng tay vào nước và tránh máy lạnh trong vòng 1 tiếng. Mỗi ngày thì cô ăn 3 chén, ăn đến chén thứ 7 là hạ sốt, đến chén thứ 9 là hết sốt. Thấy được hiệu quả phục hồi sức khỏe của việc ăn gạo lứt, nên cô hướng dẫn lại cho một số người tập ăn và rang gạo lứt để nấu nước uống. Cô nói lúc đầu một số người bảo mình mê tín dị đoan, bây giờ thấy mình khỏe lại, họ quan tâm và hỏi về cách ăn gạo lứt. Cô động viên mọi người tự mình chữa lấy mình. Cô nói có bệnh thì quyết tâm ăn để chữa, tinh thần phải vững. Mình vui là mọi người vui. Ha ha ha,